Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lộ diện Honda CBX 400F 2023. Một cây mẫu xe với động cơ 4 xanh thẳng hàng dựa trên nguyên mẫu là Super 4 chuẩn bị ra mắt. Đã có rất nhiều thông tin đáng tin cậy từ giới truyền thông Nhật Bản là tạp chí Yomiuri về một cây mẫu xe chuẩn bị ra mắt là cái chiếc Honda CBX 400F 2023. Cái mẫu Đức Cơ Bay cổ điển này sử dụng cho mình cái có động cơ dựa vào phiên bản CB400SF Super 4. Nhưng có nhiều thay đổi ở các chi tiết bên ngoài để tạo nên một cái xu hướng phù hợp với cái thời đại hiện nay. Đối với những cái chiếc xe máy thuộc cái mã là Honda CBX 400F, được coi là một cái dòng mô tô vô cỡ lớn 4 xanh thẳng hàng, từng được rất nổi tiếng vào những năm 1981 với những thông số công suất động cơ vượt trội và có thiết kế được coi là khá độc đáo thời điểm đó với kiểu dáng đèn pha tròn cùng rất nhiều yếu tố khác nữa. Sau đó là thời điểm hiện tại, chính hãng Honda đã cho ra mắt một cái dòng xe ý tưởng là cái chiếc CBF như chúng ta đang thấy trước đây, kết hợp với những yếu tố cổ điển và hiện đại. Và đã có rất nhiều tin đồn cho rằng cái mẫu concept này sẽ được ứng dụng trong sản xuất thực tế cùng với cái mẫu CB998F trong thời gian sắp tới. Như vậy thì phương tiện truyền thông là tạp chí Yomiuri cũng đã cố gắng thực hiện một cái bản dựng cái mô hình mới là Honda CBX 400F 2023 hoàn toàn mới. Tổng thể con xe mới lần này được đánh giá là một trong những cái mẫu tôn trọng nguyên bản trước đây, bao gồm những thiết kế ở phần bình xăng, yên xe và phần gấp nắp sau. Trong khi phần động cơ vẫn là cái khối động cơ giống như cái chiếc Super 4, cái khối động cơ là 4 xanh thẳng hàng có hệ thống lọc phun xăng. Và chúng ta còn phải chờ xem liệu hãng Honda có cân nhắc việc ra mắt cái dòng phân khối lớn này khi nào và như thế nào hay không. Nếu có cái gì tiến triển mới, mình sẽ nhanh chóng cập nhật các bạn những tin tiếp theo. Yeah, yes. Cái phiên bản dọn kiển đi cùng với một cái dàn áo đặc sệt phong vị Tết của năm 2022. Cái chiếc JS 105 hôm nay, sau khi được nâng cấp rất là hoành tráng lệ, em ấy trở thành một trong những cái bản nâng cấp JS 105 rất đặc sắc nhất trong cái năm Nhâm Dần 2022. Về diện mạo chắc chắn rất hoàn hảo, sẽ tiếp thêm một cái nguồn động lực dồi dào và là một cái nguồn cảm hứng vô tận cho những anh em đang và đã yêu thích một cái dòng xe hai thì JS 125. Để không phải cắt gọt quá nhiều phần dịch áo đỏ rực giá trị của chiếc JS 125, người chủ cái chiếc JS hôm nay là anh Cường đã trang bị cái chiếc xích cưng của mình cái cụm thắng Rainbow Bridge có nguồn gốc thiết kế nhỏ gọn và tối giản nhất. Toàn bộ hệ thống thắng dầu của hệ thống thắng phía trước của con JS hôm nay sẽ nằm trong cái chiếc bình dầu khói bên cạnh cái cụm thắng Rainbow Bridge, nó cướp mặt trên cái phần chèn tay lái. Cái chiếc bình dầu này trông đẹp mắt hơn khi được điểm xuyết bằng một cái chiếc nắp Daytona sát xảo. Một bộ phận cũng đang nằm giám sát cái cụm thắng Rainbow Bridge, chính là cái cụm ga đồn đồn hay ống ga dưới, một yếu tố đem đến cái cảm giác lái bốc hơn cho người chủ trong quá trình vận hành. Ngay vị trí cái lường giữa đã có sự cướp mặt cái phần mô bên sườn MST cơ bắp và góc cạnh. Cái công dụng của nó không chỉ đơn thuần là trang trí mà còn góp một phần công nhỏ trong việc gia tăng cái phần hiệu suất động cơ, góp một cái nguồn lửa dồi dào đem lại cái sự ngọt ngào trong quá trình phun sáng lửa. Cái cụm công tắc nguyên bản được thay mới bằng cái cụm công tắc là domino ốm vào một cái nút bấm của Daytona, giúp người dùng bổ sung thêm rất nhiều cái chức năng khác nhau và quan trọng nhất vẫn là chức năng đề máy, một chức năng rất cần thiết cho những cái dòng xe nhập khẩu như JS 125. Với mức giá bán đâu đó khoảng dưới 10 triệu, mình tin chắc rằng cái cụm con Kenhen Abasa chính là một trong những cụm con đắt nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Nó dành cho các bạn chưa biết thì một cái thương hiệu Kenhen giữ một cái nhiệm vụ là phân phối các dòng sản phẩm của nhà Rainbow tại thị trường Nhật Bản. Và cái cụm Kenhen Abasa hôm nay là một cái sản phẩm được sản xuất theo cái hợp đồng chuyển giao cái công nghệ hợp tác giữa Kenhen và Rainbow. Trong tất cả các dòng mâm đúc của cái dòng xe phân khối nhỏ, chắc chắn sẽ không có cái dòng mâm nào có trọng lượng nhẹ như cái dòng mâm Daytona trên cái chiếc JS hôm nay. Nó góp phần cho dàn chân trở nên là hoàn hảo hơn, cũng như có những pha tăng tốc nhẹ thở hơn, chưa kể trong nó có phần thẩm mỹ hơn khi đặt cạnh cái mâm 5 cây nguyên bản.
cái gian chân trước của chiếc JS 05 này, anh chủ đã bổ sung một cái lồng đĩa CNC nhuộm đen, nó đồng điệu cùng với cái mâm Daytona. Xuất hiện mục đích cố định cái chiếc đĩa của Rainbow Overside, lồng đĩa vàng khá nổi bật một cách rất là chắc chắn. Và quan trọng hơn, phải ăn hết được mặt bố do con heo của Rainbow Blitz 2bis. Cuối cùng, cái tông màu chủ đạo của chiếc JS 05 hôm nay là cộng dầu heo bấm đội nóc trên cái con heo thắng của Rainbow Blitz 2bis cùng sở hữu cái tông màu đỏ rực. Nếu như cái cụm thắng Rainbow Blitz được cho nhiệm vụ kiểm soát hệ thống thắng trước, thì cái bên đạp Rainbow bình dầu liền phía sau sẽ đảm nhận vai trò quản lý hệ thống thắng cái gì trên sau. Trông nó cực kỳ gọn gàng nhưng cũng không kém phần bắt mắt, với diện mập góc cạnh cực kỳ nảy mắt. Khác với phần dàn chân trước, đĩa thắng ở dàn chân sau sẽ gắn không cần phải bổ sung thêm lồng đĩa, bởi vì nó là một đĩa thắng tặng kèm mà hãng Daytona đã gửi đến người mua khi chúng ta mua cái cặp mâm này. Heo thắng sau cũng là cái dòng Rainbow Blitz 2bis được anh chủ đã đặt với một cái tư thế quay ngược để không bị cái lông bồ che mất đi nét đẹp. Nếu xét về cái độ đẳng cấp thì cái dòng phục Ninja L3 là một cái dòng phục vô cùng xứng đáng góp mặt trên cái chiếc JZ 105 hôm nay. Nó rất là hoành tráng lệ đến từ người chủ. Cái mẫu phục này rất là sang chảnh đến từ thị trường Anh Quốc, cho người sở hữu một cái nét đẹp sang trọng nhất nhì và hiệu năng nhúng vô cùng êm ái. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng là cái chiếc JZ độ cực đẹp nha. Cảm ơn các bạn đã giải thích này, để chi tiếp nhớ like, share, subscribe.